Chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, lộ diện 5 cô gái đẹp nhất, Hoa hậu là Bùi Khánh Linh, Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Hoàng Phương, Đặng Hoàng Tâm Như và Trương Quý Minh Nhạn là 5 cô gái ghi tên mình vào vòng ứng xử Miss Grand Việt Nam 2023. Đoàn Thiên Ân chia sẻ xúc động khi kết thúc nhiệm kỳ. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sải những bước chân cuối cùng trong hành trình Miss Grand Việt Nam 2022 trên sân khấu. Thiên Ân nói cô chưa từng nghĩ mình sẽ giành chiến thắng tại Miss Grand Việt Nam 2022. Người đẹp biết ơn vì những nỗ lực của mình được công nhận. Theo mỹ nhân quê Long An, ngôi vị hoa hậu tiếp thêm động lực để cô thực hiện mục tiêu mình đặt ra. Tôi tự hào vì bản thân không ngừng nỗ lực. Tôi trân trọng khoảnh khắc làm tốt và chưa tốt để trưởng thành như hôm nay, cô nói. Trong một năm đương nhiệm, Thiên Ân có những trải nghiệm quý giá. Tôi biết ơn mọi người đã dành sự yêu thương, tin tưởng để tôi hoàn thiện bản thân như hôm nay, cô bộc bạch. Top 5 của Miss Grand Việt Nam gồm Minh Nhạn, Khánh Linh, Tâm Như, Hoàng Phương và Hồng Hạnh. Á hậu 4, Đặng Hoàng Tâm Như. Á hậu 3, Lê Thị Hồng Hạnh. Á hậu 2, Trương Quý Minh Nhạn. Á hậu 1, Bùi Khánh Linh. Hoa hậu, Lê Hoàng Phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.